hoặc thích định, tịch tịnh, hoặc đủ chánh niệm, hoặc đủ diệu tuệ, hoặc không trọng lợi dưỡng, hoặc không quý tiếng khen, hoặc thích tiết kiệm, chân không thoa dầu, hoặc ít ngủ nghỉ, hoặc lìa bỏ trạo cử, hoặc thích ít nói, hoặc thích lời hòa nhã, vân vân. Thế các hạnh của Bồ Tát này rồi, ác ma liền dối gạt, mà thọ ký. Đời trước ông đã từng như vậy. Vì sao? Vì nay ông thành tựu công đức thủ thắng như vậy mà thế gian thấy. Như vậy thì nhất định đời trước ông cũng có công đức thủ thắng như vậy, nên vui mừng chứ không được khinh mình. Đại Bồ Tát ấy nghe ác ma này nói công đức tương lai quá khứ của mình và nói tên họ sai khác cùng thân thuộc hiện tại của mình, khi nghe khen ngợi những căn lành thủ thắng nên vui mừng khôn xiết mà sanh tăng thượng mạn, khinh miệt chê bai hủy nhục các đại Bồ Tát khác. Bấy giờ ác ma biết Bồ Tát kia do ám đội, sanh tăng thượng mạn mà khinh miệt người khác, lại nói: ông nhất định thành tựu công đức thù thắng quá khứ Như Lai ứng chánh đẳng giác đã thọ ký cho ông với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nhất định ông sẽ chứng đắc bất thối chuyển nên hiện tại có tướng đẹp đẽ như vậy. Khi ấy ác ma vì muốn quấy loạn Bồ Tát mà dối gạt hiện làm hình tướng xuất gia, hoặc dối gạt hiện làm hình tướng tại gia, hoặc dối gạt hiện làm những hình tướng của cha mẹ, anh em, chị em, thân hữu, phạm trí, sư phụ, trời, rồng, dược xoa, người chẳng phải người, vân vân, đến chỗ Bồ Tát ấy nói như vậy: quá khứ Như Lai ứng chánh đẳng giác đã thọ ký đại bồ đề cho ông, đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, ông nhất định sẽ đắc bất thối chuyển. Vì sao? Vì ông đều có đầy đủ tướng trạng công đức của Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Hãy tôn trọng mình, chứ đừng nghi ngờ gì cả. Nghe nói vậy, Bồ Tát này tâm tăng thượng mạn càng kiên cố, thiện hiện nên biết như ta đã nói về việc thật đắc các hành động tướng trạng của Đại Bồ Tát bất thối chuyển, thì Đại Bồ Tát ấy thật chẳng có. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát ấy bị ma khống chế, bị ma lừa gạt nên không được tự do. Vì sao? Vì đối với các tướng trạng của hạnh Đại Bồ Tát bất thối chuyển thì Đại Bồ Tát này thật chưa có. Chỉ nghe danh tự và công đức vân vân của mình do ác ma dối gạt nói thì sanh tăng thượng mạn, khinh khi chê bai các Bồ Tát khác. Cho nên này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nên giác tri rõ ràng về các việc làm của ác ma. Lại nữa, này thiện hiện, có Đại Bồ Tát bị ma khống chế, bị ma làm mê loạn, chỉ nghe danh tự sanh chấp trước sai lầm. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát trước kia chưa tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa và vô lượng vô biên Phật pháp khác, do nhân duyên này làm cho ma có cơ hội. Đại Bồ Tát ấy không thể hiểu rõ hành tướng của uẩn ma, hành tướng của tử ma, hành tướng của thiên ma, hành tướng của phiền não ma, do đó mà làm cho ma tìm được cơ hội. Đại Bồ Tát ấy không thể hiểu rõ sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn và vô lượng pháp môn khác, cũng không hiểu rõ danh tự của các pháp và hữu tình, thật tướng cho là vô tướng. Do đó, làm cho ma tìm được cơ hội, dùng phương tiện biến hóa, làm đủ thứ hình tượng nói với Đại Bồ Tát như vậy: sự tu hành và hạnh nguyện của ông đã viên mãn, sẽ đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Khi thành Phật, ông sẽ được danh hiệu tôn quý, công đức thủ thắng như vậy. Nghĩa là ác ma kia biết Bồ Tát này ngày đêm cầu nguyện: khi ta thành Phật sẽ được danh hiệu công đức như vậy, vân vân. Rồi theo sự cầu nguyện ấy mà ác ma thọ ký nói. Khi ấy, Bồ Tát này lìa bỏ bát nhã ba la mật đa vì không có phương tiện thiện xảo nên nghe ma nói liền suy nghĩ: người này thật kỳ lạ thay, đã thọ ký nói ta sẽ được danh hiệu công đức và thành Phật, ứng với điều mong cầu ngày đêm của ta. Do đây nên biết quá khứ chư Phật chắc chắn đã thọ ký đại bồ đề cho ta. Với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nhất định ta sẽ đắc bất thối chuyển. Khi thành Phật, ta nhất định sẽ được danh hiệu tôn quý, công đức như vậy. Đại Bồ Tát ấy bị ma quyến thuộc của ma hoặc ác ma khống chế, các sa môn vân vân, được ác ma thọ ký nói danh hiệu thành Phật vào đương lai thì lòng kiêu mạn lại tăng lên: vào đời vị lai ta nhất định sẽ thành Phật, đạt được danh hiệu công đức như vậy, các Bồ Tát khác không bằng ta. Thiện hiện nên biết như ta đã nói về đắc
các hành động tướng trạng của Đại Bồ Tát Bất Thối Chuyển, thì Đại Bồ Tát ấy đều chưa thành tựu, chỉ nghe ma nói hư danh thành Phật mà sanh tâm kiêu mạn khinh khi chê bai chúng Đại Bồ Tát khác. Do có tâm kiêu mạn khinh khi chê bai chúng Đại Bồ Tát khác, nên Đại Bồ Tát ấy lìa bỏ quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đại Bồ Tát ấy xa lìa bát nhã ba la mật đa, vì không có phương tiện thiện xảo, vì bỏ bạn lành, nên luôn bị ma khống chế, rơi vào địa vị thanh văn hoặc bậc độc giác. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát ấy khi được thân này trở lại đắc chánh niệm, chí thành sám hối, bỏ tâm kiêu mạn, luôn luôn gần gũi cúng dường, cung kính tôn trọng ngợi khen bậc thiện hữu chân tịnh. Người ấy mặc dù bị luân hồi sanh tử, nhưng sau đó nương vào bát nhã ba la mật đa thâm sâu để tu học, thì lần lần sẽ được chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát ấy nếu được thân này mà không đắc chánh niệm, không sám hối, không bỏ tâm kiêu mạn, không thích gần gũi cúng dường, cung kính tôn trọng ngợi khen bậc thiện hữu chân tịnh, thì vị ấy nhất định bị luân hồi trong sanh tử, sau đó mặc dù có tinh tấn tu các nghiệp nhưng cũng rơi vào địa vị thanh văn độc giác. Ví như bí xô cầu thanh văn, nếu phạm một trong bốn trọng tội thì chẳng phải là sa môn, chẳng phải con dòng họ Thích Ca. Hiện tại vị ấy nhất định không thể đắc quả dự lưu, vân vân. Bồ Tát vọng chấp hư danh cũng thế, chỉ nghe ma nói hư danh thành Phật, liền sanh tâm ngã mạn khinh khi chê bai các Đại Bồ Tát khác, nên biết tội của người này gấp vô lượng lần so với bí xô phạm bốn trọng tội kia. Giả sử bí xô kia bị phạm bốn trọng tội thì tội lỗi của Bồ Tát này hơn ngũ vô gián gấp vô lượng. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát ấy thật không thành tựu công đức thù thắng, chỉ nghe ác ma nói hư danh thành Phật, rồi tự kiêu mạn khinh khi Bồ Tát khác, cho nên tội này hơn ngũ vô gián. Do đó nên biết, Đại Bồ Tát nào muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề nên biết rõ hoàn toàn những việc vi tế của ma đã dùng danh hiệu vân vân hư dối mà thọ ký như vậy. Lại nữa, này thiện hiện, có Đại Bồ Tát tu hạnh viễn ly, nghĩa là ở ẩn nơi rừng núi, hang trống, đồng trống, ở nơi thanh vắng ngồi tư duy. Khi ấy có ác ma đến cung kính khen ngợi công đức về hạnh viễn ly mà nói như vậy: lành thay đại sĩ, ngài có thể tu hạnh chân viễn ly như vậy. Hạnh viễn ly này được tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều ca ngợi, được trời đế thích, chư thiên, thần tiên cùng nhau bảo vệ, cúng dường tôn trọng. Ngài cứ ở đây, đừng đi nơi khác. Thiện hiện nên biết, ta chẳng khen ngợi các Bồ Tát ở nơi thanh vắng, đồng trống, núi rừng, ngồi tư duy, tu hạnh viễn ly. Bấy giờ thiện hiện liền bạch Phật: bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát phải tu những hạnh viễn ly khác hay sao, mà Phật không khen ngợi công đức về hạnh viễn ly của vị ở nơi thanh vắng, đồng trống, núi rừng, không dùng ngoạ cụ tốt, ngồi tư duy? Phật bảo: thiện hiện, các Đại Bồ Tát, nếu ở nơi thanh vắng, núi rừng, đồng trống, hoặc ở nơi thành ấp xóm làng, vương đô, viên náo, vân vân, thì chỉ có thể xa lìa phiền não, nghiệp ác và các tác ý về thanh văn độc giác. Còn ai hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu và tu các công đức thù thắng khác thì đó mới gọi là hạnh chân viễn ly của Bồ Tát. Hạnh viễn ly này được tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác khen ngợi, được chư Phật Thế Tôn chỉ dạy chúng Bồ Tát thường nên tu học. Bất cứ ngày đêm nên tránh tư duy, tinh tấn tu học pháp viễn ly này, đó gọi là Bồ Tát tu hạnh viễn ly. Hạnh viễn ly này không xen lẫn tác ý vẻ thanh văn độc giác, không xen tạp tất cả phiền não nghiệp ác, lìa các ồn ào hoàn toàn được thanh tịnh, khiến các Bồ Tát mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm lợi ích an lạc cho các hữu tình không gián đoạn. Thiện hiện nên biết, những người được ác ma khen ngợi ẩn cư nơi núi rừng, đồng trống, thanh vắng, không dùng ngoạ cụ tốt, ngồi tư duy, đó chẳng phải là các Bồ Tát hạnh chân viễn ly. Vì sao? Vì hạnh viễn ly đó còn có huyên náo, nghĩa là họ còn xen phiền não nghiệp ác hoặc xen lẫn tác ý thanh văn độc giác đối với bát nhã ba la mật đa thâm sâu, không tinh cần tin thọ tu học, không thể viên mãn trí nhất thiết trí. Thiện hiện nên biết, có Đại Bồ Tát chỉ thích tu hành pháp hạnh viễn ly mà ma khen ngợi, nên có tâm kiêu mạn chẳng thanh tịnh, khinh khi chê bai các chúng Đại Bồ Tát khác, nghĩa là có chúng Đại Bồ Tát mặc dù ở thành ấp xóm làng vương đô, nhưng tâm thanh tịnh, không xen tạp phiền não nghiệp ác và tác ý thanh văn độc giác, tinh tấn tu học bồ thí tịnh giới an nhẫn.